Vâng, em chào mọi người, chào các bác, các anh, các bạn. Em là Hoàng, em đang ở Pháp. Em đang làm nghiên cứu sinh năm nhất về em ở bên tin học, chứ cũng không 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 phải background bên tin học, chứ không phải background bên vật lý hay là bên bên toán á. Hôm nay em sẽ trình bày về một cái kết quả, một cái cũng là một phần nhỏ kết quả em trong đấy, với cả trình bày về cái gọi là quantum marginal problem, và đấy 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 là cái tên gọi thôi. Tức là em nói chung là em trình bày chủ yếu là hôm nay về cái hai thứ, một là cái bài toán về quantum estimation problem, hai là cái quantum marginal đấy. Thì cái để bắt đầu ấy, thì trong cái tức là nói làm sao nhỉ, tức là cái bài trình bày nếu muốn trình bày cho là kể cả những mọi người mà không cũng có thể là nếu mà không mọi người chưa 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 biết gì về quantum, hoặc là mọi người không quen thuộc với những cái ngôn ngữ hoặc cái ký hiệu ở trong quantum ấy, thì cũng có thể nắm bắt được ngay từ những phần intro đầu tiên này. Thì cái setup của cái này là gì? Bây giờ mình có một cái density operator, tức là một cái ma trận semi-definite, mà cái ma trận này là cái ma trận mà nó có tất cả các giá trị riêng mà nó sẽ lớn bằng không, và có tray ở đây, tức là cái vết của nó, tức là tổng các phân tử trên đường chéo bằng một. Thì cái ma trận này ở trong nó gọi là cái một cái density operator. Đấy là nói theo ngôn ngữ ma trận, còn nói theo cái toán tử nó là một density operator. Thì do cái tray, cái vết của nó bằng một, nên ta sẽ có, nếu mà mình viết được cái eigen value của nó ra, thì nó sẽ có dạng là rho, có dạng là rho một phải rho hai chấm chấm đến rho n. Mình biết rằng là nó, giả sử cái này nó trên không gian n chiều, nó cái operator nó trên không gian n chiều, và ta biết rằng là tổng của cái rho i nó sẽ bằng một, và những cái rho i nó lớn bằng không. Thì bây giờ ta ký hiệu cái spec, tức là một là tập tất cả những cái eigen value đó, spec của rho, tập rho một, rho hai, rho n. Thì cái bây giờ bài toán nó setup là như thế này. Mình có một cái black box, trong đó nó chứa một cái density operator. Bây giờ mình không biết là cái density operator, mình biết là trong này nó chứa một cái density operator, mà mình không biết là cái density operator nó trông như thế nào, tức là mình không biết được là cái mô tả về cái density operator như thế nào. Mình chỉ cần có đúng một công cụ gọi là, ví dụ đây là cái thùng nó chứa cái density operator đấy. Đây là cái thùng nó chứa cái density operator. Mình chỉ có đúng một công cụ, tức là bây giờ mình biết cái density operator, giả sử nó sống ở trong cái Hilbert space H của nó. Bây giờ nó sống Hilbert space H của nó. Bây giờ mình công việc của mình là gì? Mình muốn là estimate cái giá trị riêng của cái density operator đó. Thì ở đây ở bởi vì nó nằm ở trong hộp nên mình không biết nó là cái gì, nhưng mà người ta cho phép làm gì? Người ta cho phép là ở cái density OP, người ta cho phép là mình có những cái, nó giống như là mình có được chọn những cái density operator đó, và mình tensor nó k lần lên. Tức là nếu mà mình viết nó thành cái tensor của k lần thì nó bằng là tensor rho k lần, tức là mình lấy k lần tensor của nó lên, thì nó sẽ sống ở trong cái không gian là h k. Thì bây giờ Xin lỗi Hoàng, thì em có thể giải thích ý nghĩa của cái tensor này khi mà nó lên, đúng là nó là thành ra một cái toán tử trong HK, và nếu như theo đúng theo nghĩa thì nó vẫn là một cái quantum state trong cái không trong cái quantum system H tensor k lần lên. Nhưng mà ý nghĩa của đúng nó rồi là nó vâng ý nghĩa của nó là, nếu trong bên quantum thì nó vẫn là cái quantum state ở trong cái, tức là ở trong cái HK này. Thì tại sao mình lại muốn là bây giờ công cụ để cho mình estimate của nó là gì? Là bây giờ cái này nó, tức là bây giờ cho phép là mình có thể chuẩn bị là một tập các ma trận MN mà nó action ở trên, tức là nó action ở trên cái Hilbert space H này này.
hoặc là on hoặc là trên Himberspace HK ở đấy, sao cho là cái tổng của những cái m dagger và m này bằng y, tức là mình có thể chuẩn bị một tập, nhưng giả sử mình chuẩn bị là m ma trận, m lớn ma, tức là mình chuẩn bị t ma trận đi, thì là m ở đây bằng 1 cho đến t của m dagger m bằng y mình cần ở đây. Và cái m này nó là action operator, nó action ở trên cái HK. Thì để cái khi mình tức là cái này nó gọi là một cái measurement ở trong cái quantum, tức là khi mình đã chuẩn bị được một cái tuple tập những ma trận T, những ma trận nó thỏa mãn điều kiện này, thì mình có thể làm một cái động tác, tức là mình có thể dùng cái tập này để mình sau khi là mình áp dụng cái black box này, tức là mình gọi là mình apply vào cái black, tức là mình tác động vào cái black box này để mình ra được kết quả, tức là cái ra kết quả ở đây, nhưng mà nó không phải là kết quả chạy ra, nó là deterministic. Mà kết quả chạy ra ở đây là nó, ví dụ là nó sẽ là nó được một cái giá trị m nhỏ ở đấy, m nhỏ ở đấy thuộc vào thuộc ở trong từ 1 cho đến t, 1 đến t, với cái xác suất là PM là bằng tray của cái ma trận MM, M là index chỉ số MM dagger nhân M nhân rho, và cái rho k, tensor k bây giờ nó biến thành cái MM nhân với đây là rho tensor k nhân với MM dagger chia cho cái giá trị tray này. Thì câu hỏi đặt ra là bây giờ mình muốn là bây giờ mình có được cái rho tensor k này trong cái black box này, bây giờ mình muốn thiết kế những cái ma trận mm này, t ma trận mm là sao cho là mỗi cái m này, này mỗi cái m nhỏ m thuộc từ 1 đến t này, nó label cho một cái nó là mình đại diện, nó label cho những cái giá trị rho 1, rho 2 chấm chấm đến rho n của nó, tức là mình muốn là khi mình áp dụng những cái tập những cái ma trận này vào cái black box này, thì với xác suất cao là mình sẽ thu được một cái index m đấy, PM index m, mà cái index m này nó đại diện cho, tức là nó là biểu thị cho tập những cái giá trị riêng của cái ma trận này, ma trận rho, tức là cái toán tử rho này. Ok, mọi người có câu hỏi gì không ạ? Hoàng cho hỏi đi Hoàng. Dạ. Dạ. Cái black box này của em nó có đóng vai trò giống như cái qubit không? Cái này nó là theo em hiểu là nó là một cái state ở trong cái quantum, rho tensor k nó một state ở trong một cái quantum. Cái qubit thì nó là cái, tức là mình hiểu theo cái trường, tức là anh có một cái, tức là thông thường anh sẽ biểu diễn một cái qubit là một cái vector v, nó là một vector, đây nó là một ma trận anh ạ, vector ở trong hát này. Thực ra hai cái biểu diễn này nó là tương đương thôi, nó không theo hiểu, nếu mà ở trong, tức là thay vì anh dùng biểu diễn qubit, tức là anh dùng biểu diễn là mà một cái v mà trong hát là có nô bằng một ấy, thì anh có thể dùng một cái density operator mà anh có thể định nghĩa nó là cái rho của anh này bằng bằng v dagger nhân với v. Giả sử thế thì cái v dagger nhân v này nó chính là density operator và nó cũng có tray bằng một thứ, thì cái density operator này là nó tức là nó có một cái kiểu biểu diễn khác trong một cái những cái state ở trong quantum nhé. Ok, nói cho em hỏi một xíu. Thì cái black box này là mình từ rho mình tensor k lần lên đúng không? Thì em cái này em thắc mắc là nó có vi phạm no cloning theorem, tại vì mình chưa có biết rho. Đúng, mà bạn nói đúng, nhưng mà thực chất là mình, đặc biệt là mình ở đây ấy, tí nữa mình sẽ nói là mình estimate cái rho 1, rho 2, rho n đấy, nó chỉ là sắp xỉ, tức là mình sẽ được với tuple mà mình định nghĩa cái khoảng cách giữa cái tuple đấy và cái tuple kia nó sắp xỉ thôi, chứ mình không cần tức là mình không cần chính xác. Nên vậy nếu mà kể cả trong black box này mình chứa một cái rho phẩy ở đấy, rho phẩy chẳng hạn,
tensor k lần lên này, thì cái rho phẩy này mình chỉ cần sắp xỉ với rho theo một cái nghĩa nào đấy thôi, bạn hiểu không? Tức là cái rho phẩy này cần sắp xỉ theo cái rho, để tức là không cần chính quá chính xác với rho, nhưng mà nó có cái giá trị riêng này, nó gần với giá trị rho này, và mình cũng có thể là black box là mình áp dụng trên cái rho phẩy này để mình thu được một cái tuple, và nó cái tuple này ra là nó là sấp xỉ đối với cái giá trị riêng của rho phẩy. Thì tức là mình cũng cố gắng để cho muốn tương đương một cái sấp xỉ với cái giá trị riêng của rho, tức là mình không thể ước lượng chính xác hoàn toàn được cái giá trị riêng rho 1, rho 2, rho n này. Ok. Tại vì bạn hỏi Trọng, gì ạ? Em có thể dạ. Một chút về cái câu hỏi của bạn Trọng này, xong em có sẽ có một câu hỏi khác. Dạ. Trọng hỏi là về cái gọi là no cloning theorem, thì thực ra em nghĩ là nó hơi khác với câu trả lời của anh một chút. Thực ra dạ. cái Trọng hỏi là tại sao mà cái bình thường thì mỗi một trạng thái mình không thể copy nó thành nhiều trạng thái giống hệt cái trạng thái đấy. Thế mà thực ra trong cái bài toán này thì em nghĩ là Trọng hiểu hơi sai vấn đề ở chỗ là, tức là cái trạng thái rho ấy không phải là mình, tức là copy ra, tức là mình có một trạng thái rho xong mình copy ra nhiều trạng thái khác, nhưng đây là một có một cái máy chuẩn bị cùng một trạng thái đấy. Dạ. Có nhiều hệ mà ở trong cùng một trạng thái, tức là mình đã có cái tức là mình không copy một trạng thái mà mình không biết, mà mình có một cái máy mình chuẩn bị một trạng thái, mình không biết trạng thái đấy là trạng thái gì, nhưng mình biết là cái máy đấy có thể chuẩn bị nhiều lần như thế. Trọng à vâng, đúng rồi. Dạ vâng. Vâng. Thế em hỏi thêm một chút trong cái dạ, vâng. giải thích của anh cái chỗ. Em còn trẻ thôi, em đoán là anh Châu đúng không? Em không biết là ai hỏi đang hỏi đâu, nhưng mà không sao, anh em được hết. Vâng. Okay. Vâng. Trong cái giải thích của bạn, cái MM là cái measurement operator này, là bạn đang nói là nó tác dụng trên không gian H hay là trên không gian H tensor K? Bây giờ mình ở trên H tensor K anh ạ. Dạ. Ok, MM là tác dụng trên H tensor K. H tensor K, dạ vâng. Còn M là thuộc về tập từ 1 cho đến số chiều của H, đúng không? Tại vì là bạn muốn cái probability của PM là bằng với lại rho 1, rho 2 cho đến rho n, đúng không? À, dạ vâng, tức là bây giờ cái M này, thông thường là M ở đây mình hiểu index, bây giờ mình có thể, bây giờ em muốn một cái ánh xạ M mà nó bằng rho 1 này, sắp kiểu là một cái label ấy, rho n. Tức là thay vì là bây giờ M là một số thì bây giờ mình coi M là một cái tuple ở đấy. Dạ. Anh hiểu ví dụ như là thằng này là tensor của ví dụ là tên em viết ra bên này nhé. Ví dụ thằng này là thằng ví dụ thằng rho nó có rho 1 là 0,7, ví dụ 0,3 đi chẳng hạn. Thì bây giờ em muốn label M, bởi vì những cái giả sử M 1 này bằng 0,6, 0,4 chẳng hạn, M 2 bằng 0,5, 0,5 chẳng hạn, ví dụ M 3 bằng bằng 0,9, 0,1 chẳng hạn như thế. Thì nó có những label này, thì là những em giả sử em có 3 ma trận mà nó label bởi M 1, M 2, M 3 như thế này, em muốn là label nó sao cho là khi mà mình measurement ấy, khi mà mình sử dụng phép đo đấy thì với xác suất cao là nó sẽ xuống được thằng, giả sử là thằng gần nhất là thằng 0,6, 0,4 để nó gần với thằng 0,3, 0,7, ý như vậy ạ. Thế là, nhưng mà trong thực tế thì rho mình không biết, đúng không? Cái spec rho là cái mình muốn đo. Thế thì mình, đúng rồi, về nguyên tắc vậy thì cái M này nó phải là cái continuous outcome. À vâng, đúng rồi. Về nguyên tắc là M nó phải. Dạ vâng. Nhưng mà bây giờ là ở đây vừa trước em nói là mình chỉ muốn sấp xỉ cái spec của nó thôi. Tức okay. là mình muốn, tức là mình không để chính xác hóa được. Đại khái là em có thể, tức là em rời rạc được cái tập, giả sử mình kiểu như epsilon net, tức là mình có biết rho, spec của rho. Pro thì mình có thể giả sử nó là một cái tập hợp nào đấy. Thì bây giờ mình rời rạc hóa cái tập này ra, đại khái là ra. Dạ vâng. Okay. Như vậy là mình còn một cái tham số ẩn là cái tham số rời rạc đấy, ví dụ như là coarse grain. Đúng rồi, đúng rồi. Okay.
Ok, dạ, vâng. Ok ạ. À vâng. À, bởi vì vâng, cái em cảm ơn câu lúc trả lời của anh vừa trước. Có thể là đúng như anh có thể giải thích là trong cái trường hợp này đúng là nó có thể là chuẩn bị nhiều máy mà nó có cái trạng thái mà giống như nhau, giống hệt nhau nên nó không vi phạm non calling. Tức là nhưng mà nếu mình tức là em không biết về vật lý nhưng mà nó có thể là có một được một cái rô phẩy mà nó xấp xỉ cái rô này đúng không anh? Có thể làm tức là có một cái circuit nó làm được cái chuyện đó đúng không ạ? Thực ra nó không nhất thiết là phải xấp xỉ đâu, nó có thể làm hoàn toàn chính xác. Một cái rô hoàn toàn có thể làm chính xác. Ví dụ như là em có thể làm cho spin luôn luôn quay lên hướng up chẳng hạn. Đấy là tất cả đều là cùng một rô như thế thôi. Cái mà không làm được đấy là có một cái spin mà em không biết là nó quay theo hướng nào, và em muốn một cái spin khác nó quay theo đúng vào hướng của cái spin đấy, mà theo cái đúng cái hướng spin mà em không biết. Còn đây là một đây là mình mà mình một cái máy mình sẽ quay một cái spin theo một cái hướng mình không biết, thì cái máy đấy luôn luôn quay cái spin theo cái hướng đấy thôi, nó không thì cái vâng đấy. Vâng dạ vâng, cảm ơn, bởi vì em không biết về vật lý nhiều lắm, em không rõ được, em chỉ là đi lên từ những cái gọi những tiên đề 4-5 cái tiên đề trong cái quyển Nissan vậy ạ. Ok, thế, cho... nhưng mà thế thế dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Ok, và bây giờ có một cái nữa setup nữa là bây giờ mình có một cái thằng role đấy mà nó sống ở trong cái không gian vector là HA tensor với HB. Bây giờ mình thì cái này nó giải thích tức là bây giờ mình sẽ có là rô nó sống ở không gian trên HA B. Bây giờ mình muốn là giả sử là thằng A ở Mỹ, thằng B ở Việt Nam đi chẳng hạn. Bây giờ mình không biết là bây giờ thằng bây giờ mình muốn là xem cái trạng thái đấy reduce xuống ở cái ở Việt Nam nó trông như thế nào, thì mình có cái công cụ là pathway trace. Pathway trace là tức là pathway trace ở cái phần A này của cái thằng rô có được định nghĩa như thế này, tức là được định nghĩa được bằng là giờ mình lấy A là tổng cái A là tập sigma là tập cái tất cả những basis của cái thằng B, và mình bây giờ A là cái A là tập basis, và bây giờ em viết A như thế này nghĩa là viết theo vector cột A như này, viết theo cột A như này, hiểu là viết theo cái vector hàng. Thực ra nó là transpose thế này cơ, tức là nó là transpose của thằng này, không phải dagger của thằng này. Thì cái tray của rho b ấy, thì tức là cái phần ở phần của A ấy, thì nó mình ký hiệu là tray của b, tức là mình loại bỏ cái phần b đi để mình là thu về được cái phần A, thì nó phải viết bằng công thức như thế này. Tức là cũng có thể là các anh bên vật lý thì sẽ hiểu rõ cái này hơn em, tức là cái partial tray này. Thì bây giờ câu hỏi là bây giờ mình có một thằng rho này, thì mình có thể thì cái thằng rho này, cái tray của khi mình reduce nó về không gian HA, bỏ B để mình reduce về A, thì nó vẫn là một cái density operator ở trên HA. Và thì nó cũng có là spec của tức là mình sẽ có là spec của rho này. Mình sẽ có ba spec, trump spec rho này, spec của rho 1, tức là rho mà loại bỏ phần A, loại bỏ phần B, spec của rho 2. Tức là mình sẽ có một tuple của spec. Ok. Thế giờ câu hỏi bây giờ là những cái spec này của chúng nó liên quan gì nhau? Tập tất cả những spec spec này của thằng của tất cả những cái thằng rho này thì chúng nó có liên quan gì nhau? Nó tạo thành một cái gì? Cấu trúc gì đó trong toán học. Thì sau đây em sẽ trình bày tức là để định nghĩa làm ra được cái tập measurement tập những cái để mình toán tử được mình measurement này và những cái để nghiên cứu những cái spec này thì cần đến một công cụ, tức là mình ở đây em nói đến là dùng lý thuyết biểu diễn trước, thì nếu có thời gian em sơ tổng quát lên sau. Thì bây giờ mình quay lại một số cái basic lý thuyết biểu diễn một chút. Bây giờ mình nếu có mình chỗ này em chỉ có một số cái em tắt để cho nó dễ hình dung.
Tức là nếu mà mình có một cái G là một cái nhóm, thì là một cái biểu diễn, một cái nhóm này nó là một cái homomorphism từ cái biểu diễn từ một cái G, nguy, từ G cho đến GLV, tức là General Linear Group của General Linear Operator không gian vector V. Thì lúc này mình sẽ nói là G nó là nó tác động trên V, và V là một cái G module, thực ra nó là một cái CG module thì sẽ là đúng hơn, tức là một cái algebra của G, algebra group của G module. Bây giờ mình bây giờ nếu mà mình có hai cái biểu diễn đến của nhóm của thằng G này đến hai không gian vector V và W, thì mình nếu mà mình định nghĩa một cái map F nó từ V cho đến W, từ map F này, thì cái F này nó gọi là commu. Tức là bây giờ mình sẽ có biểu diễn, bởi vì ở đây là mình có là rho của bây giờ mình có V, V đây. Tức là bây giờ biểu diễn của trên thằng V thì nó sẽ là một cái ánh xạ từ V đến V, tức là rho 1 ở đây. Biểu diễn của thằng W là một cái ánh xạ từ W đến W, rho 2 ở đây. Và cái F là một cái linear map từ đi từ V đến W. Thì cái linear map này nó gọi là một cái G module map nếu mà nó có mu, tức là ta có là F của rho 2 sẽ bằng là rho 1 F, thì nó gọi là có mu. Nếu thì tức là có mu thì cái này nó giống như là ví dụ như ánh xạ tuyến, nếu mà mình viết tắt cái cái việc mà rho của G mà tác động lên vector V bằng GV, thì cái này nó viết thành mình có thể viết là F của GV đấy bằng G của FV, thì nó giống như là cái linear map chúng ta viết của F AX bằng AFX, nó tương ứng giống như cái định nghĩa của linear map trong đại số tuyến tính. Ok, tiếp theo thì bây giờ nếu mà ta có một cái G module đấy thì ta sẽ có, nếu mà có một cái vector nào là subspace, tức là subspace của cái thằng V ở đó mà thì lúc này nếu thằng thì mà cái tất cả những cái tác động của cái nhóm đó trên cái thằng G này, trên cái thằng V này mà nó bất biến ở trên thằng W này, thì thằng W này được gọi là một submodule, hay là gọi là sub representation của thằng W. Thì nếu mà một cái biểu diễn, một cái biểu diễn gọi là irreducible, tức là tiếng Việt thì khoảng người dịch là khả quy đó, nếu mà nó không có một cái submodule còn ở đấy, tức là nó không có một submodule. Giờ nếu mà ta sẽ ở đây ta sẽ định nghĩa một cái homomorphism G, có đi đốt ở G dưới là tập tất cả những cái là một cái vector space của những cái G module map, tức là cái vector space này nó là một subspace của tập tất cả những vector space của linear map. Giờ bây giờ tiếp theo là nếu mình có hai cái biểu diễn ở trên của nhóm G đều ở trên của một thằng ở trên hai không gian vector W và M, thì nếu mà M irreducible rồi thì bây giờ mình sẽ xem xét đến cái giá trị lớn nhất mà M copy của thằng, tức là multiplicity của thằng M mà nó đẳng cấu đến thằng W, thì cái này gọi là cái số này gọi là multiplicity, là ta sẽ ký hiệu là multi của thằng M và W là bằng M, tức là cái số M mà nó đẳng cấu với thằng submodule lớn nhất của thằng W. Thì ở chúng ta có một cái lemma ở đây, tức là chúng ta có được cái multiplicity ở đây của M và W thì nó bằng là cái số chiều của cái không gian vector của G module map từ M đến W. Thì từ đó thì chúng ta sẽ quan tâm đến câu hỏi tức là bây giờ cái định lý Schur lemma hoặc là một vài cái Maxwell nó sẽ nói rằng bây giờ một cái module V module mà nếu mà nó không irreducible thì mình có thể phân rã thành những cái irreducible. Thì bây giờ thì dẫn đến là bây giờ mình có một cái giả sử là một cái GL, tức là mình có được một cái general group mà nhân với thằng chỗ này gọi là
và permutation group mà có k phân tử mà tác động lên cái thằng VK này, tác động lên cái thằng VK tensor K. V là một không gian vector tensor K. Tác động ở đây hiểu theo nghĩa là nếu mà mình tác động thằng GL, tức là nếu thằng A mình tác động lên cái thằng VK này, cái tensor K, tức là mình làm cái thuật biến thằng V là sự V1 tensor, ở đây em sẽ viết xong cái này, V1 A ở đây nó biến thằng V1 tensor V2 tensor VK ra thằng là AV1 tensor AV2 tensor AVK. Tiếp theo thằng SK mà nó tác động lên thằng cũng thằng V1 tensor VK này bằng là sẽ được là V của giả sử một thằng SP cho thằng P ở đấy nó tác động lên là permutation nó tức là P trừ 1 của 1 tensor chúng ta đến V của P trừ 1 của N của K. Ok, thì lúc đấy mình sẽ có phân rã của những cái thằng không gian vector V tensor K này thành những cái không gian những cái irreducible representation. Thì cái S lambda ở đây là gì? S lambda ở đây là cái irreducible representation của thằng tương ứng với thằng general group mà tác động lên thằng V là ra tập những general. Cái thằng này thì là irrep irreducible representation của thằng SK tác động lên thằng V. Thì mình sẽ lúc này mình, em ký hiệu ở đây là lambda mà bằng K này. Nghĩa là cái lambda mình có thể viết thành bằng là lambda 1, lambda 2 trong chấm lambda K. Lambda K và sao cho là tổng của lambda i bằng K. Tức là các số nguyên dương, tức là nguyên nguyên dương tức là một phân hoạch của K, tức là cái biểu đấy nó nói là những cái irreducible representation của một thằng hai thằng này nó có thể label thông qua những cái partition của thằng K, tất qua partition K. Thì ở đây mình sẽ có mu của cái thằng lambda đối với thằng VK thì bằng dimension của thằng S lambda đúng theo định nghĩa và cái ngược lại. Thế giờ mình sẽ làm gì bây giờ, bởi vì nó decompose đến cái không gian nhỏ hơn như thế này, tổng trực tiếp cũng như là hơn này, mình sẽ định nghĩa một cái P lambda là một cái phép projector, nó một phép chiếu từ cái không gian HK ở đó xuống cái không gian S lambda H tensor xuống không gian này. Thì bây giờ nếu mà cái chiều của thằng H và bằng N á thì mình có thể chứng minh được rằng là cái xác suất mà nó xác suất bây giờ mình sẽ là công việc của mình làm gì? Công việc của mình là mình chuẩn bị những cái MM vừa nãy em ký hiệu MM vừa em ký hiệu MM này là những cái tập tất cả những projector từ cái không gian này HK xuống những cái không gian còn này thì mình sẽ có được là cái xác suất mà nó return mà cái phép measurement này nó trả ra cái thằng lambda á thì nó sẽ nhỏ hơn giá trị này. Thì cái này nó muốn nói rằng là nó với xác suất cao, tức là với xác suất cao thì nó sẽ output ra những cái thằng mà gần với thằng spec của rho. Với nếu mà với k đủ lớn thì với xác suất với k đủ thằng xin lỗi với xác suất là vô cùng nhỏ thì nếu mà có một cái thằng lambda ở đấy, lambda 3 ở đây mình ký hiệu là bằng là lambda 1 chia cho k chấm chấm đến lambda n chia cho k. Tức là với xác suất cao nó sẽ output ra thằng lambda 3 lambda mà sao cho cái lambda 3 của nó gần với thằng rho. Nhưng mà với xác suất vô cùng nhỏ nếu mà mình lấy k lớn thì tức là nó sẽ khó output ra những cái thằng nào mà xa thằng rho này. Cái d ở đây tức là gọi là KL divergence, high probability distribution. Ok, mọi người có hỏi gì không ạ? Alo ạ. À, mọi người không có câu hỏi gì thì em tiếp tục thôi. Tại em cứ nhìn vào cái màn hình không thấy người nên em cứ báo cáo đi, mọi người có câu hỏi mọi người sẽ unmute và người ta nói thôi chứ không phải đọc đâu. Dạ vâng, ok. Thì bây giờ để đây là cái trả lời câu hỏi thứ nhất, tức là mình sẽ chuẩn bị những cái MM như thế nào, tức là cái operator cho measurement như thế nào để mình
được cái estimate được cái spec của thằng thằng Rho ban đầu. Ok, bây giờ đến cái câu hỏi thứ hai là những cái liên hệ giữa những cái thằng đó, những cái thằng spec của những cái thằng đó. Bây giờ nếu mà mình có ok, mình có, nếu mà mình có cái S, nếu có mình với cái thằng nhóm SK, tức là nếu mà cái thằng đây là cái SKV tensor W này là một cái irreducible, tức là một cái symmetric subspace của thằng V tensor W, nó là ở trên thằng với cái thằng nhóm linear group của invertible linear group của V tensor W này, thì nhưng mà nó chưa chắc nó là một cái irreducible, thằng này chưa chắc là irreducible representation của thằng nhóm này, thì nó sẽ có một cái decomposition của thằng nhóm này. Xin lỗi, cho mình hỏi cái slide trước một chút để mình đánh. Nếu mà xem cái statement của cái theorem này thì cái chứng minh của bạn có dựa gì vào cái two-way duality ở trên không? Tức là có thể nói qua một chút xíu thôi về ý tưởng của cái chứng minh không? Em xin lỗi, đây cái này không phải kết quả của em xin lỗi, đây là kết quả anh có thể của Matthew Christian, em viết hơi vội. Thì cái chứng minh của này thì nó tức là chứng minh của cái này không, tức là chỉ dùng cái two-way duality này là tức là bây giờ anh có một cái V, tức là HK, thì mình sẽ ở đây mình sẽ viết là H tensor K của mình ấy, nó sẽ decompose ra những cái thằng này, và tức là mình nó có thể định nghĩa được cái P lambda này nhỉ, viết cụ thể cái P lambda form như thế nào. Xong thì những tập cái P lambda để chứng minh được cái này thì nó sẽ viết cái tức là nó sẽ gần như nó sẽ tính toán được cái giá trị riêng của thằng này, chặn tập giá trị riêng của thằng này mà tác động đến thằng Roca này, P lambda tác động Roca này ở trên cái chìa của trên ở trên cái không gian con này. Dạ. Thì anh có thể xem và chứng minh chi tiết ở trên cái bài báo này, nhưng mà tức là đại khái là nếu mình viết ra cái này mình sẽ thể chặn được cái số chiều của thằng này, nhỉ? Của S lambda này, chặn số chiều của lambda này. Đấy. Thì sau thì những cái kết quả như này, ví dụ k cộng 1 n trên 2 nó là chặn số chiều của S lambda này. Và mình sẽ chặn được cả cái eigen value của thằng này. Tổng eigen value của thằng này. Tức là ok, tức là anh ok, em cứ nói đi. Anh câu hỏi gì đúng không ạ? Ok, mình nói chung là cũng có thể lơ mơ hình dung là được một chút. Ok, chắc phải đọc kỹ hơn cái bài gốc. Vâng, anh đọc bài gốc, nhưng mà cái vâng, ý tưởng là vậy, tức là ý tưởng là mình có thể chặn được thằng này, là bởi vì mình sẽ phải chặn được số chiều của những không gian vector này. Cái số chiều của không gian vector đấy thì có công thức mà, công thức dùng vâng, tức là có công thức để chặn được đấy. Có công thức và mình tức là nói thế nào nhỉ? Tức là thực ra là trong cái chứng minh này nó có sử dụng, mình có thể tức là để chứng minh này cần đưa ra một hai cái định nghĩa, tức là giữa hai thằng rho 1, ví dụ lambda 1, lambda 2 ấy, ví dụ mình có định nghĩa một cái thằng lambda 1 là gọi là lớn hơn lambda 2, ví dụ là gọi là major variation. Dạ vâng, mình có một vài định nghĩa, tức là một vài tiểu tiết như này, nhưng mà đại khái là khi mà mình chặn được cái số chiều, tức là trong đấy nó có một cái chứng minh quan trọng nữa là chứng minh quan trọng ở trong đấy nó dùng ông này ông dùng tức là làm sao, tức là mình có thể tức là bây giờ nếu mình biết cái giá trị lambda của từng cái thằng ở trên thằng rho này nhỉ, lambda trên thằng rho thì cái trace của, tức là cái trace của cái thằng này, trace của thằng này nó sẽ nhỏ hơn bằng cái số chiều của thằng thằng này này nhân với số chiều thằng này, mà nhân với, tức là mình biết nhân với cái spec của mình ở đây, spec của mình ở đây tức là giá trị riêng của mình ấy, tức là mình có thể biểu diễn cái giá trị riêng của mình, tức là mình giả sử mình có giá trị riêng của mình ở R1 chấm chấm đến R1 đến Rho n, thì
thì trên cái rho k này thì nó chính là tích của những cái thằng rho 1, rho 2 chấm chấm đến rho k đúng không ạ? Tập tất cả những cái thằng này. Vâng đấy. Thì mình có thể viết ra như vậy thành công thức như vậy thì mình chỉ ra được. Okay. Anh nhìn thấy cái định lý này nó theo nghĩa hình học nó khá là đơn giản. Ví dụ như trong nếu như em tính cái P lambda này nó thật ra nó là orthogonal projection đúng không? Vâng. Nó là orthogonal projection thì khi mình xét cái không gian tensor h k lần lên ấy, thì thật ra nó bắt đầu nó phân một cái giống như một cái partition của cái không gian kia và từng cái thằng này là một cái orthogonal projection trên cái không gian con tương ứng. Cái kiểu như đây thì giống như một cái định lý phổ mà dạy cho tích tensor và sau đấy nó dùng cái bất định thức cuối cùng của em ấy là trace của P lambda rho tensor k lần nó sẽ xuất hiện trong cái quantum measurement trong cái rho, mà trong trường hợp này M là P lambda nó đóng vai trò của M. Dạ vâng. Thực ra ở đây ấy, tức là cái này này nhỉ, em viết nhầm đấy. Cái này thực ra nó là phải là isomorphism nhưng chứ nó không phải là cái bằng như vậy. À không, nhưng mà isomorphism thì nó coi như là bằng đi. Tức là thay vì em không làm trên V tensor K, em làm trên cái thằng kia và em bắt đầu em xét, em phân rã nó ra, em phân rã không gian tích tensor ra đúng không? Sau đấy cái này thật ra nó đóng vai trò, theo anh nhìn thấy nó giống như là cái định lý phổ thôi, giống như hết. Nhưng mà trong cái định lý phổ đấy, tức là cái P lambda mà em trong cái quantum measurement của em bên phía cái trace bên phía tay trái của bất thức ấy, đó chính là cái outcome của quantum measurement. Nếu như em quay lại ban đầu và vai trò của P lambda là vai trò nó đóng như là M cái máy đúng rồi. M của em ấy, bởi vì nó là orthogonal projection cho nên nó là bình phương của nó là P lambda. Em có thể kẹp bên này kẹp bên kia đúng không? Chỗ này thì mình ghi một cái P lambda nhưng mà thật ra nó là P bình phương lambda cũng được. Đó, cho nên đấy là thật ra cái gì nhỉ? Cái P lambda này nó chưa chắc nó phải là cái projector, nó không phải là cái chưa chắc là nó không phải. Rồi chưa chắc nó thẳng đâu anh ạ. Nhưng mà thằng này nó có phải là phép co không? Phép co tiếng Anh là gì nhỉ? Contraction. Tức là nó contraction là từ thằng K xuống cái thằng không gian này á. Contraction thì cái vai trò của nó cũng giống như là cái nó tạo thành cái choice map. Giống y như cái điều kiện của em tổng bằng 1 hay là bén bằng 1 thì nó tương đương gần giống nhau. Vâng. Nhưng mà không thì cái này thì mình chứng minh được cái tổng nó bằng 1 được, tức là cái P lambda là mình cứ viết tường minh nó ra được. Để em comment tiếp cái anh Hòa phải không ạ? Dạ. Tức là anh Hòa nói cái đấy là em nghĩ là đúng là ý nghĩa vật lý của cái bất đẳng thức này, tức là cái P lambda này chính là cái M lambda mà em nói ở trong cái trang đầu ấy, tức là cái xu hướng. Đúng rồi, cái P lambda này em đang muốn nói là cái M đấy, em đang muốn xét của cái P lambda này là P lambda này chính là cái M vừa nãy của chúng ta đang cần nói đấy. Tức là về mặt vật lý thì nó sẽ là một phép đo mà có các giá trị là lambda khác nhau. Thì nếu mà em đo thu được một cái giá trị lambda nào đấy thì cái đấy chính là cái estimation của cái spectra của mà em đang quan tâm của cái rho. Đúng rồi. Tại vì cái bất đẳng thức này nói là cái đại để mình có thể tạm thời thay cái bất đẳng thức bằng cái đẳng thức đi cho nó dễ. Thì cái xác suất mà thu được cái giá trị lambda thì nó giảm rất là nhanh theo cái khoảng cách giữa cái lambda và thằng của cái estimate spectra đối với cái spectra. Vâng, thì anh thấy đấy là cái ý nghĩa của nó thì thế nào? Vâng, thì lúc ban đầu em cũng nói cái ý nghĩa của nó là cái nếu mà càng xa thì gần như là mình sẽ không thu được. Với xác suất cao là gần như tức là với cái thằng mà lệch estimate làm lệch xa so với thằng rho, spec của rho thì mình sẽ không thu được, còn nếu mà càng gần thì mình sẽ thu được với gần như nó, với tức là mình
thu được nó với xác suất là cao, tức là nếu mình tăng ca lên mình sẽ thu nó với xác suất cao. Okay. Vâng. Cái định lý two-way duality này thật ra nó giúp mình xây dựng một cái lớp, cái bộ MK mà mình đang đóng vai trò là V lambda ở đây để mà tức là đúng rồi đấy. Quantum measurement. Vâng. Ok. Rồi. Thế như vừa nãy em bảo là xây dựng cái tập mở ấy. Ok, em sẽ để em chuyển đến cái phần tiếp theo. Tức là bây giờ nếu mà mình có một cái thằng này, nhóm này mà tác động lên cái thằng V u tensor V tensor W đó, thì mình có thể decompose cái symmetric space của nó bằng thế này. Với thằng những cái lambda mu V này là partition của K. Và cái thằng G lambda này mình gọi nó là Kronecker coefficient. Đây là em đi vào shortcut vào thẳng luôn, tức là thực ra để định nghĩa, tức là bây giờ nó giống như là chắc anh các chị biết là nó giống như là cái bây giờ mình có một cái giả sử mu mu v nó đấy là cái v mu mu v nó đấy là một cái irreducible representation của nó, của một cái thằng g đấy. Bây giờ mình có thể biểu diễn là v mu tensor v mu bằng là tổng của tổng của lambda mà thuộc vào g mũ này. G mũ là tập tất cả những cái equivalent in class của những cái irreducible representation của thằng bây giờ là của thằng v lambda và n lambda. Lambda là multiplicity của nó. Ok, thì ở đây thì cái em muốn nói là cái thằng tức là mình có thể viết lại cái thằng g lambda này, nó viết ra cái công thức của nó, tức là nó sẽ bằng cái chiều của cái homomorphism ở trên cái nhóm SK, nếu dùng cái SK của thằng lambda này, irreducible representation của với label là lambda đến cái không gian vector tensor product của hai thằng irreducible representation này. Ok, thì bây giờ cái kết quả của nó là gì? Kết quả nó bây giờ mình có một thằng rho ở trong HA tensor HB, mình có rho A, rho B, tức là mình lấy cái gọi path rho tray mà em nói, rho tray của nó. Thì bây giờ mình sẽ có là nếu mà cái, bởi vì mình có là một cái rho, bây giờ mình có một cái theorem nó nói có một cái thằng rho AB nào đấy nó sống ở trong không gian này, thì sẽ tồn tại một cái sequence, tức là một tại cái lambda 3 này vừa nãy định nghĩa lại bằng là lambda 1 trên k đấy, nên lambda n trên k viết lại thôi. Cái mỗi cái lambda i là partition của k, mỗi cái lambda này là mu v là partition của k. Thì bây giờ với mọi cái thằng cho một cái thằng density operator này đấy, thì nó sẽ tồn tại một cái sequence mà nó sao cho là những cái giá trị đây là GI của nó sẽ khác không, GI mu i VI của nó, tức là Kronecker coefficient khác không, và nó hội tụ đến cái spec của ba thằng này. Cái định lý này thực ra cái quả này nó chỉ là tổng quát của hai định lý này trước, tức là từ hai định lý này mình có thể suy ra kết quả này. Thì hai định lý này là cái ông này ấy, ông chỉ là simplify lại những cái kết quả hai câu trước này. Thì bây giờ nếu mình định, em viết đây, em định nghĩa L của lambda là đi nốt những cái number non zero của lambda, tức là mình hiểu như là lambda ở đây nó bằng là lambda 1, lambda 2, lambda k. Thì bây giờ nó có những cái thằng bằng 0, những cái thằng khác 0, thì mình L lambda là định nghĩa những cái thằng khác 0 ở trong đó. Thì ở đây nếu mà mình giả sử mình biết spec của một thằng R đấy, mình biết spec của một thằng rho, và mình lấy xung quanh lân cận nó theo cái nô 1, tức là B epsilon, tức là cái quả cầu xung quanh lân cận đó, thì mình nếu mình ký hiệu cái spec N là tập tất cả những cái spec của cái density operator ở trên cái CN, cái spec của LMN này tập tất cả những cái triple của những cái spec của cái này gọi là pure state phi đấy, thuộc một cái thằng vector v, tức là mình ở đây mình có định nghĩa là cái thằng tập tất cả những cái spectrum của cái thằng rho mà bằng
phi ở đây mình gọi là V, dagger V, viết là bằng này ở thằng rho. Thì B epsilon bằng này, epsilon thì cái corollary nó muốn nói từ cái định lý trước của cái về sorority ấy. Cái đấy nó muốn nói rằng là bây giờ cho mọi cái mình, nếu mà mình có một cái B epsilon, tức là xung quanh cái lân cận xung quanh spec, thì là spec của thằng rho. Rồi mình có sẽ có quả cầu, giả sử có quả cầu tròn như này, xung quanh lân cận nó thì mình luôn luôn chọn được một cái tức là mình luôn tồn tại một cái thằng k đủ lớn, mà sao cho là với xác suất cao là nó sẽ output ra, với xác suất là một lớn, tức là một lớn lớn trừ delta, nó output ra một cái thằng lambda mà nó nằm trong cái quả cầu này. Ok, đây là chứng minh nó sketch. Ok, mặc qua một chút. Thì bây giờ nếu mà mình ký hiệu cái cron là tập tất cả những cái bộ lambda mu v này mà sao cho cái giá trị Kronecker coefficient nó khác không, thì cái này nó có một cái tính gọi semi group, tức là nếu mình có hai là khác không thì tổng của những cái thành phần dưới nó cũng khác không. Và mình lấy một cái cron MNK, tức là cron lớn, tức là mình normalize lại thôi, tức là ở đây lambda của mình đang tổng bằng k, normalize thành phần bằng 1. Thì cái này nó là một cái rational polytope. Cái rational polytope ở đây nó có nghĩa là một cái là cái rational, nó là những cái rational point của cái ở trong cái convex hull, của cái finite number point ở trong cái RN, ví dụ nhân RM RN nhân RK. Ok, thì cái theorem của em đây có nghĩa là bây giờ mình sẽ có là tập những spec và tập những cái thằng mà có những cái giá trị Kronecker coefficient lớn bằng 0, thì là mình, nếu mình lấy được cái bao đóng của những cái thằng cron này, bao đóng của những cái thằng cron này, đây thế, bao bóng của thằng cron này, thì nó chính bằng cái tập spec mà mình đang định nghĩa. Ok, ok, em có ai có câu hỏi gì không ạ? Anh có câu hỏi này tí. Dạ. Còn có thể giải thích một cách nôm na là cái định lý cuối cùng á. Dạ. Slide tiếp theo, định lý cuối cùng á. Dạ. Có thể giải thích nôm na cái về mặt hình học, về cái định lý cuối cùng này có nghĩa là gì không? À, tức là cái spec này, vừa nãy em nói là cái spec này anh này. Cái spec này là tập tất cả những cái đây. Cái spec này, cái spec này là tập tất cả những cái spectral của tất cả những cái density operator của anh nói về tức là nó gồm là spec của thằng rho 1 này, spec của thằng thằng rho này, spec của rho 1 này, spec của rho 1, spec của rho 1, spec của rho 2. Rho 2. Đấy, cái này nó bằng thằng này. Thì tập cái này, và cái thằng này là anh sử dụng là thằng này là tập tất cả những cái value của mà lấy bao đóng của tất cả những cái Kronecker coefficient, ví dụ là vừa nãy g lambda uv của em ấy khác không. Thì thằng này nó là một polytope anh ạ, mình chứng minh nó là một polytope được. Một polytope. Rồi vừa nãy em nói là rational polytope, thì cái polytope này nó được có thể biểu diễn thông qua cái, tức là nó có một cái mô tả khác thông qua cái lý thuyết biểu diễn, tức là thông qua tập cái polytope của thằng này. Tập tất cả những này, thì để về học của nó là thực về học của nó là nào nhỉ, về học của nó em xin lỗi đấy, về học của nó là nó xuất phát làm nào để em đây thôi, em lấy cái này. Về mặt hình học của nó là thế này, tức là cái này nó hình học nó giao thoa cũng từ nhiều cái. Ví dụ em lấy nhá, giả sử mình có một group g này, anh tác động có một cái biểu diễn lên không gian vector v, thì giờ mỗi anh ký hiệu orbit của thằng v này là bằng tập cả những thằng gv, g thuộc g. Đấy, bây giờ mình lấy bao đóng của thằng này,
tức là mình câu hỏi mình xem là không có thuộc thằng nó biết thằng V hay không. Thì cái câu hỏi này là thì nó sẽ bọn nó đưa về một cái dạng tương đương, tức là bây giờ anh sẽ có định nghĩa từ bây giờ mình sẽ định nghĩa một cái thằng PV nào đó là một cái hàm PV là một cái hàm từ G cho đến R mà nó biến thằng G nó đấy thành mình giả sử mình lấy cái nôm tua của GV square, tức là bây giờ nếu xem không thuộc hay không thì mình muốn xem là cái PV của tồn tại thằng G sao cho PV của G bằng không đúng không ạ, hay là infimum của thằng này bằng không, infimum của thằng G trên tập G này của GV này xem có bằng không hay không, bằng không hay không. Thì để cái này thì mình sẽ define ra một cái moment map, tức là define ra một cái moment map từ cái của cái thằng PV này nhỉ. PV nó giống như gradient của thằng ở của thằng PV này ở quanh cái thằng ma trận đơn vị Y. G là một nhóm những ma trận đơn vị Y. Thì mình có thể chứng minh là mọi cái tức là mình chứng minh là mọi cái moment mass này anh này là nó sẽ form là polytope, tức là chính là cái space mà em định nghĩa mà MNK ấy, MNK nó chính là cái này. Là tập của tất cả những cái moment mass, tức là hiểu theo cách khác là tập tất cả những space tức là của mình vừa nãy ấy, space 1 2 với 3 là tập tất cả những moment mass, thì moment mass nó sẽ là mình có thể chứng minh nó là form của một polytope. Thì cái này nó xuất phát từ đâu, là nó xuất phát từ tại hiểu tại sao định nghĩa như thế này, tức là nó xuất phát từ nói nào nhỉ, nó xuất phát từ bây giờ làm không hiểu, thử cho em chút để em mở một tab mới. Nó xuất phát từ bây giờ nếu mà mình lấy G là một complex, mình lấy G là một cái complex reductive group và một lấy G là một cái complex reductive group và thằng K này là cái là một cái maximal compact subgroup của Lie algebra là đấy. Lie algebra. Bra T. Thì mình có, tức là anh có thể nghĩa một cái moment map nó định nghĩa từ cái positive space xuống cái thằng G G, tức là T đây algebra star, mà cái này nó sẽ đẳng cấu với thằng là IT star ở đây. Thì cái tập moment map này movie này nó cũng form một polytope, tức là Michel Fillon gọi Fillon chứng minh cái này là đội bên đấy nó chứng minh là nó một form polytope. Thì tại sao thì em nói là tại sao cái spec này nó lại là form polytope, bởi vì nó chỉ là một cái trường hợp đặc biệt nếu mà ở trong cái vừa nãy em nói đấy ạ. Ok anh Thiệu có ấy không ạ? Phải Thiệu nhỉ, có thể em nhầm bởi vì em lúc mọi người hỏi em không biết là ai ạ. Màn hình. Đúng rồi. Dạ. Anh có một cái nhìn xa một chút. Nào nào, có nghe. Dạ. Dạ. Chỗ có Bậc Vũ bác làm về Lie algebra với cả Lie group các thứ, bởi vì là cháu mấy cái này ấy, tức là nó xuất phát một số cái nó xuất phát từ những cái đấy á, nhưng mà cháu không trình bày cụ thể, tức là không phải cháu hiểu cháu trình bày một cái cụ thể luôn chứ cháu không trình bày từ cái đấy ra. Hiểu rồi. Dạ vâng, nhưng mà cảm giác khi đặt vấn đề ở ban đầu ấy thì khi mà dạ. Nói một cái estimate của các cái rho 1, rho 2, rho k, rho n gì đấy, tức là các cái giá trị, các cái eigen value gì đấy của cái action ấy, thì mình cái ma trận ấy, thì mình muốn hỏi là dạ. Thực ra cái outcome nếu trong trường hợp mà nó ta tạm gọi là không cần continuous thì chỉ cần nhiễu đi một tí, có thể nó có thể bị nhiễu đi rất xa. Dạ, thực ra là ở trong cái định lý này bác này, nó nói rằng là đây định lý này, nó nói là nếu bác tăng k lên càng lớn
Thì cái xác suất này bác này, nó sẽ nhìn cái xác suất này, những cái thằng chết rồi, cái bút tôi cái xác suất này này. Cái khoảng cách này bác này, cái tăng ca càng lớn thì cái này bác này. Cái hai mũ này này nó giảm xuống càng nhỏ. Tức là cái xác suất mà nó rơi vào những cái thằng mà nó xa ca càng nhỏ, tiến rồi. Có thể tiến về không. Hiểu. Thì những cái câu hỏi đặt ra nó bảo là bây giờ ca này nó cần bao nhiêu ca, tức là như anh Châu đúng không? Anh Châu bảo là tức là mình có thể gọi là chuẩn bị những cái giống nhau như vậy thì nó cần bao nhiêu cái ca để estimate với xác suất, ví dụ là mình cho trước một cái epsilon nó cần bao nhiêu cái ca này bằng bao nhiêu để mình estimate được cái với xác suất với khoảng cách nó nhỏ hơn epsilon chẳng hạn. Không phải khoảng epsilon mà tức là với xác suất 1 trừ epsilon tức là nó sẽ được một thằng có khoảng cách nhỏ delta mà mình nghĩa trước thì đấy. Đại khái là vậy. Còn đâu thì cái đấy nó ở trong tin học thì nó gọi là property testing. Cái đấy cũng khá là hot ạ. Dạ. Hiểu rồi, rồi. Tức là thử nhóm. Rồi. Cái này nó có vẻ cũng hơi xa so với đại chú Ly rồi, tại vì anh không nhìn được dáng dấp của đại chú Ly trong những cái mà anh trình bày ở đây. Đúng như thế, chưa nhìn thấy cái dáng dấp của đại chú Ly chỗ này. À dạ vâng. Mặc dù vẫn hình dung thấy cái bước đi. Vâng. Đại chú Ly chỗ định lý two-way duality này thôi anh. không, cái two-way duality thì nó quá cơ bản trong representation theory rồi. Thì thực ra là nó vâng, thực ra là cái này cháu cái quan trọng nhất là cái này nó là giao thoa giữa mấy cái với nhau, geometric invariant theory cái này và cái đại số ly. Thực ra là thì cái kết quả của cháu mới gần đây là nó liên quan đến cái này, tức là bây giờ tôi định nghĩa một cái tập moment map khác thì tôi phải định nghĩa cái nó không, nó còn là Kronecker coefficient nữa không, nó là cái gì kiểu như vậy, hoặc cái form của Kronecker coefficient, cái form cái mà nó giống như của cháu Kronecker coefficient nó phải là polytope hay không. Đấy, cho chứng minh tổng quát như vậy. Cháu đang mắc ở đấy thì tại sao cháu lại nói cái này, tức là cái polytope nó quan trọng lắm ạ. Nó trong cái lần trước trong học master thì cháu connect được mấy cái đại khái ở trong tổ hợp cộng tính này, trong complexity ở bên tin học này, một số cái ở bên ví dụ đại số bên toán nữa, thì là nó có những vài bài toán khó đấy thì cháu connect được thông qua một cái information theory, một lý thuyết ở bên information theory, nó connect ba cái bốn những cái bài toán khó, những lĩnh vực nó vào với nhau thì để giải được nó thì nó phải liên quan đấy. Tức là để không phải để giải nó, để tìm hiểu sâu sắc về nó thì nó phải liên quan đến cái polytope của thằng Kronecker này. Mà bây giờ cháu đang tắc cái, bởi vì kết quả của Michel Bion ấy, ông ấy sau ông viết nó quá cổ điển, ông viết từ năm 1990 gì đấy, là để đọc lại một số cái kết quả đấy thì nó hơi vất vả. Cháu đang loay hoay cái đấy, tức là connect nó vào cái đống đấy rồi, bây giờ nếu mà đánh đi một thằng ấy, đánh một thằng trong đấy là đánh cả cụ, không là không thì chỉ một cái hình dung ở trong đấy, đấy. Thì cái đấy là những hình dung là thì nó làm đợt này nó có vài xu hướng, tức là nhiều cái bài bên toán học ấy, thì nó có thể chuyển qua một cái vấn đề bên tin học để giải. Ví dụ như cái đợt trước cháu có trình bày cái MAP star của AI ở bên cái nhóm Việt Nam quan trung computing ấy, thì là cái vấn đề về co-embedding conjecture bên toán học ấy, nổi tiếng bên toán học, nó đưa về một cái bài toán đặc thù bên tin học. Cái cháu muốn làm ở đây thì nó cũng giống như thế. Rồi, cảm ơn. Trong cái hai cái bài mà Hòa chia sẻ lên trên cái trang Facebook là một trong hai cái bài là cái bài này, còn cái bài
bài bài bài nó trong nó có viết rõ hơn, mình chưa kịp đọc tại vì vừa đi Huế về nên hơi mệt chưa kịp đọc, nó có viết rõ bác, hơn bác đọc cái bài của vâng bác đọc cái bài của Matthew Christian ấy thì nó viết rõ hơn đầy đủ cái chứng minh này của cháu này. Đấy, rồi, chứng minh theo điểm này của cháu. Rồi. Vâng. Còn rồi. còn cái kia là phải tổng hợp từ nhiều bài với cả có một kết quả cho nó chứng minh mới ở trong đấy. Vâng. Ok. Cũng vào cháu. Rồi. Ok, giờ em kết thúc cái báo cáo rồi đúng không? Vâng. Hướng hai mảng nói chung là machine learning với lại quantum information được nói chung đá được cái nào thì đá cái đó và tạo thành một bức tranh chung chung. Có nhiều cái connection thì mọi người sẽ có nhiều cái có thể cái bức tranh nó rộng hơn, mọi người làm nó đa dạng hơn. Nhưng mà có lẽ bên lý thuyết quantum information theory mình cũng nên nên bắt đầu cách nghiêm túc, tức là một cách cơ bản thì mọi người sẽ dễ theo dõi hơn. Nhưng mà hôm nay Hoàng nói đến cái trang đầu tiên đã thấy là thảo luận khá nhiều rồi, bởi vì những cái cơ bản của quantum information theory nó nằm ở slide đầu tiên. Vâng. Những cái khác thì những cái nếu mà và những cái khác nó hơi em nghĩ đầu tiên là sau á, những cái kết quả trong slide đằng sau đó là nó hơi đi sâu, tức là nó phải có một quãng đường dài từ lúc mà làm sao đó anh em hình dung được những đối tượng cơ bản trong quantum theory, cái ý nghĩa nó như thế nào, cái hình ảnh nó ra sao, sau đó đi một quãng đường dài thì nó mới tới được những cái định lý chuyên sâu như vậy. Vâng, em hiểu. Em co ra trong vòng 45 phút bạn cũng vâng đấy cũng là cái sai lầm, đáng lẽ em nên trình bày một cái gì đó nó đặc thù hơn, cứ bình thường thì giao lưu vui vẻ nó thế, và đôi lúc nó phải có cái gì đó cơ bản và nó phải có gì đó sâu hơn xíu, chứ còn cứ cơ bản quá thì nghe nhiều hồi nó cũng ấy đúng không? Nói chung bình thường mà ý mình nói là mình có thể suy nghĩ một cách kỹ hơn về cái chuyện làm cái series về lý thuyết này để cho mọi người biết đâu tham gia nó cũng vui. Nhưng mà phải có cái theo em hiểu như em hiểu phải có một cái objective gì đấy anh Hòa. Thì ví dụ là trong cái về cái quantum này nhá thì nó cũng rộng. Tức là quantum information theory là nó tách riêng một mảng so với quantum algorithm nhé. Đúng rồi, thật ra cái slide đầu tiên của em, anh lúc nãy em định comment thì nó cái choice map á, cái mà để xây dựng những cái toán tử M đấy thật ra cũng không phải dễ. Vâng. Đấy là cái công việc mà cũng không phải đơn giản, cho nên là nói thì mình nói đơn giản là xây dựng có luyện chuẩn bị mấy cái M, những cái toán tử M, nhưng mà để xây dựng nó cũng là một cái vấn đề trong lý thuyết information bây giờ, cho nên là nói chung là nó cũng còn phiền hà và nhiều thứ khác. Ok, thấy mọi người còn câu hỏi gì nữa không? Nếu mà mọi người không còn câu hỏi gì nữa thì có lẽ mình kết thúc cái buổi bài talk ở đây, và trong tuần sau có lẽ họ sẽ báo cáo về các cái geodesic curves trong ma trận, tức là những quay về operator means quay về không. Và có lẽ cái đấy nó đơn giản hơn thì, và nó có chứa nhiều cái thông tin nói chung là cơ bản, thì để mình gặp tuần sau thôi.